À, vâng, em lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến các bác, các anh em đam mê đi bắt ong rừng năm 2022. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác cái mẫu vải bạt ô tô cải tiến của năm 2022. Như có thấy trên hình đây là em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết cái mẫu vải bạt liền khối anh em nhé, liền ủng, liền găng tay, liền ủng không nhé. Bộ này thì phiên bản mới bên em sẽ thiết kế cho bác là cái ủng ngắn này không nhá, may ủng ngắn để anh em dễ trèo cây này. Đấy, ủng bao dàn di. Đấy, vải bạt liền mấy găng tay. Đấy, đây là các bác thấy là trên mặt này là nó có tấm meca rất là to anh em nhá. Đấy, tấm to to, và lưới là lưới lần này là cải tiến là lưới bằng inox anh em nhá, lưới thép bằng inox. Đấy, rất là to để anh em chống đái. Cũng hai bên tai này, hai bên tai này là nó cũng là tấm ô thoáng bằng inox hết anh em nhá, hai bên tai. Hai bên tai cũng nhá. Đấy, hai bên tai này. Đấy, và cải tiến cho bác là tất cả bằng lưới inox hết các nhá. Ở trong này thì các bác thấy là trong này nó sẽ có một cái tấm ô thoáng ở đằng sau lưng cũng bằng inox, và một cái túi lưới để anh em đựng quạt anh em nhé, đựng viên dự phòng các bác nhé. Đấy, mẫu này. Về đường kim mũi chỉ thì các bác thấy là may rất là chuẩn rồi. Đây là tấm dán này và một cái khóa anh em nhé, khóa để anh em mặc. Đấy, thì bây giờ em sẽ nhờ người mẫu mặc thử cái bộ này anh em nhé. Các bác thấy là bên em có đủ size anh em nhé, đủ size từ size nhỏ cho đến size to anh em nhé. Các bác mà cứ cho em xin chiều cao cân nặng để em đủ đúng size cho anh em mặc thì bắt ong. Các bác có thể bắt ong bỏ vẽ ong dưới đất trên cây đều được đúng nhé. Giá cả thì đối tượng nha, bộ này thì bên em sẽ bán giá với giá là 500.000 đồng đúng nhé. Đấy, bao ship toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra mặc ok thì nó tiền. Đấy, anh em cho hai chân vào trước cũng nhá. Đấy, mặc bộ này găng tay của nó bằng cao su màu xanh cũng như màu vàng cũng rất là dày đúng không nhá, có lô màu xanh và màu vàng găng tay. Đấy, nó cho găng tay kéo khóa lên được không nhá. Đấy, khóa thì các bác thấy là khóa xong là một tấm dán ở ngoài đó nên là rất là dày. Nếu mà các bác mặc thì nó cần khoảng 3-4 phút thôi nhá. Đó, tấm dán rất là dày. Cơ bản là bộ này thì có bắt được tất cả loại ong nhé, trèo cây dưới đất đều được. Đằng sau có ô thoáng rất là to, đây bằng inox không nhá, đây bằng inox rất là dày dặn này. Đấy, và trên tai này, hai tai đều có ô thoáng không nhá. Đấy, hai tai đều có ô thoáng bằng inox hết, và tấm lưới bằng inox ở dưới và tấm BK ở trên nó rất là to để anh em mặc thoải mái luôn nhá. Một cái video rất là ngắn thôi, các bác nào đang quan tâm và mua bộ này thì alo trực tiếp bên em để đặt hàng, bên em sẽ ship hàng cho các bác tận nhà luôn nhé. Xin chào và tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết nhé. Xin chào, tạm biệt các bác.